Chúc Như Forda xin chào mọi người, chúc mọi người một năm mới dồi dào sức khỏe. Hôm nay em mời mọi người đi cùng với gia đình em đến một cái vườn cây ăn trái của người Việt mình sắp sửa mở vào tháng 4 này. Mời mọi người đi theo tham quan cùng gia đình em nha. Chó này đâu sao bác? Quay má đi 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 thăm vườn đó. Đó bà nội đang về Bến Tre, cái bè Bến Tre Tiền Giang nè. Đây là mận, xoài, dải. Có cây vú sữa. Nó hết mùa vú sữa rồi, mùa nhãn với vú sữa hết rồi. Dạ, thì bà ảnh mới nói là tháng 4 anh cho ép mía đó má. Ở bên kia bụi mía bự à. Hello. Ohio, Boston. Đó. Bụi chuối quá trời quá đất. Me nữa. Đi mùa này cuối năm tháng 12 rồi. Nên mấy cây này đó chưa vô mùa có trái mọi người. Nó khát nước, nó có nước nó uống luôn à. Được. Cái trứng cá. Đây. Không, cái trứng cá này nhiều à. Vườn bao la luôn. Trời ơi, gà gì mà mập quá trời mập. Ủa sao con gà gì mập dữ má? Nó bị béo phì rồi. Ồ, già quá. Quá trời xoài mùa này. Mà anh có quá trời xoài luôn. Kiểu này vô mùa hè là có xoài rồi. Đi con. Thôi ạ. Quá trời. Ngoài sao là có một cái bờ hồ nè mọi người thấy không? Anh cũng trồng cây ăn trái ngoại nữa. Má. Cái này là lá sâm.
quá trời lá sâm luôn. Ôi, còn cái thân cây này quá trời bự. Cây táo, táo. Mía bao la. Cóc. Ồ. Cóc quá trời cóc. Mấy anh chị chủ nhà đang hái khế. Khế hả chị? Cây khế thì anh trồng hơi cao hả? Thế giờ anh trồng em nó lùng tịt à, bằng chiều cao bằng tới em à, mà trái nó xệ, nó nằm sát đất luôn. Mình ăn khế trái cây ở đây á anh. Ồ. Ôi cây cóc hết sảy luôn. Ở đây toàn là cây trái tuyển chọn không. Chuối, nguyên buồng chuối luôn má. Á trời. Ok. Mảnh đất nó dài 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 nguyên một vườn. Không biết đi đường nào luôn mọi người. Cái vườn này là vườn trong nhà. Còn cái vườn ngoài là ảnh chỉ mới build lên. Như mít nè. Mùa này giá mít quá trời luôn. Hình như cây mít nhà ai cũng có giá mít hết trơn. Đầy cây luôn. Ồ. Ôi mấy trái này bự. Còn này có đường đi chứ. Wow. Anh trồng cây dân xứ lạnh xuống thích lắm, thấy cây ăn trái là ghiền liền à. Ôi. Không, rau má má. Rau má không? Rau má không? Rau má. Ồ, cây đu đủ của anh nó nằm sát. Ôi, cốc. Cốc chín luôn. Wow. Má ơi. Ôi trời ơi. Trời ơi. Cốc chín nhiều quá. Đi, coi giờ chủ nhà để rụng đầy luôn nên nó rụng. Ây da, trời ơi, cóc mà anh chị chủ vườn để nó rụng rồi mọi người. Cóc chín á không quản lý hết mà nó rụng đầy luôn, quá trời ổi nữa. Mà mùa này chưa có ổi. Mai. Em ngoại giao được mớ tóc mấy cái cốc kia trên cao quá. Cốc chính là anh chị cũng không có ai. Ôi ôi. Còn sao bu chê. Một cây luôn. Ôi, sao bu chê nè mọi người. À, tháng 4 mọi người ở Xiêm Bang đi du lịch, hãy ghé vườn cây, vườn xoài Them Bà. Chỉ cần bấm vườn xoài Them Bà ở trên Google Maps là sẽ ra liền. Thôi, còn cốc. Nó rụng nó cứng ngắt rồi. Này nó rụng nè. Nè má. Đây. Cốc chín cây hái tại vườn cho mọi người. Còn quá trời luôn. Nhưng mà vô mùa hè thì không biết là đảm bảo còn cốc không. Mà mùa này còn cốc. Trời ơi, ôi cây đu đủ. Đu đủ này nó quá trời cây luôn má, quá trời trái luôn. Má. Coi kìa. Đu đủ nó ra quá trời nhánh luôn ta, hay vậy. Sao anh làm ra quá trời nhánh mà sao đu đủ này cái
cái thân của nó, cái cành lá của nó màu đỏ má. Kìa. Coi nè, quay ngược trở lại cho mọi người coi nè. Cóc với sabuche nó xen kẽ lẫn nhau luôn. Ôi, mùa này là vô mùa sabuche, bởi mấy cái cây của ảnh quá trời sabuche luôn. Dạ. Được má. Mà tự nhiên má chụp dưới gốc cây đâu thấy gì đâu. Chanh rụng đầy luôn. Chanh lá số 8. Cam. Cái vườn rộng bao la. Toàn là cây trái kiểu tuyển chọn không á mọi người. Tại vì hai anh chị là. Rồi má. Coi à. Đu đủ nhiều quá anh chặt bỏ luôn. Đu đủ anh chặt bỏ quá trời luôn. Trời ơi. Còn... Trời ơi. Đu đủ nhiều quá trời ơi. Không, đu đủ này làm gỏi được má. Dạ. Kìa má thấy không? Mấy cái dĩa rau má đó, rau má Mỹ đó. Nó mọc đầy luôn. Nãy giờ mới đi có được nửa mảnh vườn thôi đó. Mảng cầu bên đây là mảng cầu. Đây con bưng phụ cho má ơi. Đó, má đòi làm vườn mà má mới bưng con chú mệt thôi. Ồ, người thấy không? Quá trời. Sabuche. Rồi xoài nè. Rồi hè năm nay vô xoài này, vườn xoài này vô mánh này. Quá trời xoài. Mẫn cầu bao la luôn. Hỏi à, mới đi thăm vườn có một chút mà mệt rồi nè. Mệt thiệt chứ miếng vườn không quá nhỏ đi. Miếng vườn quá nhỏ hả? Ừ, quá nhỏ đi mệt luôn. Đó có đu đủ đực, đu đủ cái đó má. Bông đu đủ đó. Bông đu đực. Bông đó đu đủ đực á. Đó anh trồng mía nhiều để tháng 4 bán cho bà con uống. Rồi cái này mà có lai cam bay lên đẹp lắm à. Mùa này hết mãng cầu rồi. Mùa này cũng hết ổi rồi. Rồi. Đu đủ trồng lâu năm nó nghe cái thân quá trời. Dưới cái thân nó mọc nấm luôn. Nấm linh chi, nấm gì ai biết. Trời ơi mà đu đủ. Không ngờ xoài mà anh chồng có trái được năm nay quá hay. Con thấy khí hậu lạnh con sợ cây nó chết thấy mồ luôn. Trời ơi coi kìa. Thêm cây nữa kìa. Thêm cây rồi má. Ừ, còn đu đủ nhà hàng xóm còn đi qua đây, bên đây già quá là cây ăn trái xum xê mà nó cũng chen chân qua đây, nó qua đây nữa. Rồi giờ nó quay ngược trái về bên đây hả má? Đã chưa chưa? Ảnh mới hái mới sabuche rồi. Hái sabuche bán rồi. Giờ mấy trái này còn nhỏ mà vườn vô tham quan chứ cây ăn trái thì chưa chưa có nhiều. Vô cửa này hả? Ra cửa đằng kia đây là cổng chính nè, cái cửa chính nè của căn nhà nè, là anh chồng dọc hai bên là nhãn không à. Trời ơi tưởng đang về cái bè Tiền Giang không á má, đúng không má, vườn nhãn không à. Nhãn với xoài quê hương gặp lại luôn á. Vườn này còn bự hơn cái vườn của ông Thịnh An nữa mà nhìn nó thơ mộng hơn nữa mọi người. Xuống đây vô mùa hè là xuống đây chụp hình đủ kiểu là đẹp hết sảy luôn. Nhìn đâu ai biết là mình đang ở Mỹ đâu á mọi người.
Tưởng đang ở Việt Nam à? Hả? Hả? Em rum ra em coi nè. Đó, đất ở phía ngoài á, là vườn cây anh mới trồng xuống. Anh chủ anh mới trồng xuống. Nên chỉ có mấy cây nhỏ à. Nhưng mà cái vườn ở trong đây á, là anh trồng trước. Đó, vườn trong đây là vườn nhà. Anh trời kìa, kìa bắn cầu kìa. Con gì đó ăn kìa, lấy. Ai để cái gì trời nó. Trời, xoài nó rụng. Để trái xoài. À, làm cái chỗ để cho ta ngồi nghỉ ngơi á má. Nhìn ra vườn cây nè. Nè. Hết hết xoài rồi, mùa này hết xoài rồi. Nhưng mà có bông xoài chuẩn bị có nữa. Quá trời. Wow, chín nè. Sao cô chê nè. Đâu nhả luôn mà. Mê cung. Quá trời. À, chỗ này anh có làm cái ao sen nuôi cá trước cửa nhà. Còn 6 cây sò chín trên ngọn, hai trái. Trời ơi, chuối. Chuối Mỹ. Chuối sáp. Ôi, sao bôi chê. Cái ngày nào anh chỉ cũng phải đi à. Đi đi mỗi ngày kiểm tra mấy cái trái chín mọi người. Tại vì nhiều khi xoài, cóc, ổi rồi nó chín nó rụng đầy ở dưới đất luôn. Coi nè. Đó. Ngoài sao? Với ngoài sao có nguyên cái hồ á chị Thủy, nó cũng mát á. Có chủ vườn chụp cho luôn kìa. Đó, hai vợ chồng chủ vườn lắm mọi người. Quá trời. Trời. Đây là anh chị ở Ohio xuống có ý kiến gì ở cái rừng Fordow? Quá là đẹp, trời, đủ rồi trái cây hết trơn á. Cái anh này anh trồng rất là hay, nhìn very very relaxing. À. Dạ, cây trái xum xuê nó nằm gọn như anh à. ở Bến Tre, Việt Nam vậy đó, Dạ. giống như quê mình vậy. Đó. Có sa su chê, xài, mận, ổi, chôm, không có chôm chôm, có chưa có chôm chôm, có dải, có dải, vú có sữa, sữa, có cá, cái gì có giáp cá. Cóc ổi gì cả xoài đều có hết. Mía. Ai muốn ghé mía thăm luôn. Ai vô ghé thăm thì vô video của Trúc. Trúc Dương Florida vậy. Đó, đây là cái vườn xoài anh chị mới mới ấy ra sau này nên nó còn ấy. Wow, nguyên vạt xoài bên kia, để em qua quay, em chưa quay. Thích lắm mọi người ơi, tháng 4 này là xoài có trái hết trơn rồi. Dạ, thì đi ra đường này chị thấy. Tháng 4 là vườn xoài có trái nha mọi người. Nè, cốc nè. Vừa tham quan vườn, chụp chụp hình rồi có thể mua luôn tại vườn. Tháng 4 này mở cửa thoải mái cho mọi người vô tham quan nha. Bây giờ thì mình quen mình gọi điện thoại á, thì anh chỉ mở cửa cho mình vô tham quan, nhưng mà chưa có cây ăn trái nhiều đó. Như trước cổng đi vô nhà mọi người thấy không? Đó, đây là trước cổng nè.
trong đó có mấy cái cây xương rồng có trái luôn đó, nguyên dải nè. Để em làm này. Đó mọi người thấy không, xoài đang có bông hết trơn rồi. Phía sau lưng xoài là mấy cây mía, nên hè này sẽ có nước mía bán ép cho mọi người luôn. Còn xoài quá trời luôn, bông xoài đầy nghẹt cây luôn, đang có trái nè. Nè, nó đang tụ trái quá trời mọi người. Ồ, còn nước mía thì chảy dài từ đây ra tới cổng luôn. Bên trong là cây ăn, cây trái có thể thu hoạch, còn bên đây là cây trái mới có bắt đầu trồng, nguyên một cái phơm rộng luôn. Ôi, còn phía sau bản cầu không luôn. Nguyên một cái nhà cho khách xiên ban xuống uống cà phê thưởng thức vườn cây ăn trái. Ok, thank you mọi người đã xem hết video clip vườn xoài theo bà. Mọi người có mùa hè có không biết đi đâu cứ xuống Florida này, sẽ có vườn xoài này ngay tại thêm bà luôn, cho mọi người tham quan chụp hình ăn uống tại chỗ luôn nha. Vô like, vô share nha, rồi cho địa chỉ nha. Yeah. Bye bye mọi người. Chụp cho má nhỏ vậy. Rồi bắt share mới cho địa chỉ. Dạ đúng rồi. Được anh chủ vườn cho mớ cốc chín, cốc rụng quá trời dưới đất luôn.